Trong lịch sử Trung Quốc, bên cạnh Nho giáo hay Đạo giáo thì Phật giáo cũng là một phần không thể thiếu khi ta nói đến văn hóa xã hội của đất nước này. Phật giáo được truyền vào Trung Quốc từ thời nhà Hán, đã có trên 2.000 năm phát triển và gây dựng được chỗ đứng vững chắc cho mình. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng bên cạnh những điểm phát triển rực rỡ thì Phật giáo trong lịch sử Trung Quốc cũng đã từng bị đàn áp, bị tiêu diệt không chỉ một lần không? Hãy cùng tìm hiểu quãng thời gian tăm tối đó thông qua bài viết 4 pháp nạn lớn của Phật giáo trong lịch sử Trung Quốc được đăng tải trên website Spiderroom nha. Bắc Ngụy Thái Vũ đế diệt Phật. Pháp nạn lớn đầu tiên của Phật giáo Trung Hoa xảy ra vào giai đoạn Nam Bắc Triều trong thời kỳ cai trị của Bắc Ngụy Thái Vũ đế. Đây vốn là một thời kỳ mà Trung Hoa bị chia cắt thành hai miền và liên tục xảy ra giao chiến, tranh đấu với nhau. Miền Bắc lúc này dưới sự cai trị của Triều Bắc Ngụy của dòng họ Thác Bạt người Tiên Ti, một trong năm bộ tộc của người Hồ tràn vào Trung Nguyên sau khi nhà Tây Tấn suy yếu. Bắc Ngụy cũng chính là nước đã chấm dứt tình trạng cát cứ loạn lạc ở miền Bắc kéo dài và góp công bậc nhất trong chiến tích đó là Thái Vũ Đế, Thác Bạt Đảo. Bắc Ngụy thống nhất được miền Bắc năm 439 thì đến năm 446 pháp nạn diệt Phật xảy ra. Thái Vũ Đế vốn là một hoàng đế tôn sùng đạo giáo và có tư tưởng bài xích Phật giáo. Những người thân cận với ông như Thôi Hạo hay Khấu Khiêm Chi đều tôn sùng đạo, đặc biệt Khấu Khiêm Chi còn là một đạo sĩ chính cống. Đến năm 442, Thái Vũ Đế chính thức ban lệnh đưa đạo giáo thành quốc giáo. Cuối năm 445, một người thuộc bộ lạc Lô Thủy Hồ có cái tên là Cái Ngô giấy binh làm loạn ở vùng Thiểm Tây vì tin theo một câu chuyện miệng lúc bấy giờ là diệt Ngụy tất Ngô. Cái Ngô nhanh chóng tập hợp được rất đông người đi theo, đánh tan quân địa phương vào tháng 10 cùng năm rồi kéo đến ngoại vi thành Trường An. Đến mùa xuân năm 446, đích thân Thái Vũ Đế đem đại quân đến đánh Cái Ngô. Các cánh quân Ngụy nhanh chóng đại phá được quân phản loạn. Cái Ngô phải bỏ chạy rồi mấy tháng sau bị thuộc hạ giết hại đem đầu về nộp cho quân Ngụy. Thái Vũ Đế lúc đánh tan quân phản loạn có đến thành Trường An, sau đó ông hạ lệnh hễ là những ai tư thông với Cái Ngô đều bị giết cả, dù là người Hán hay người Hồ. Rồi khi vào trong một số chùa, quan lại tùy tùng của ông trông thấy trong phòng tăng nhân có rất nhiều binh khí. Thái Vũ Đế bèn cho rằng như vậy tức là tăng nhân trong chùa có âm mưu cùng Cái Ngô làm phản nên mới tích trữ nhiều binh khí như thế. Ông hạ lệnh cho tru sát hết tăng nhân trong chùa, tịch thu tài sản, rồi tìm được rất nhiều của cải do các châu mục, quận thú và người giàu các nơi gửi giữ. Thôi Hạo nhân việc đó khuyên Thái Vũ Đế giết cho hết tăng nhân trong thiên hạ, hủy bỏ các loại kinh sách, tượng Phật. Thái Vũ Đế vốn ghét Phật giáo nên nhanh chóng đồng ý. Ông hạ lệnh giết sạch tăng nhân tại Trường An, đồng thời cho đốt phá kinh sách, đập tượng Phật. Sau đó, lệnh cho toàn quốc nhất phải làm theo. Chiếu của Thái Vũ Đế về việc diệt Phật có ghi rằng: từ nay về sau, kẻ nào dám thờ phụng thần của người Hồ hoặc chế tác tượng Phật bằng đất, bằng đồng thì giết toàn gia. Các chỗ có tượng Phật giáo và kinh sách của người Hồ đều đốt phá tiêu hủy, tăng nhân bất kể lớn nhỏ đều chôn sống hết. Chiếu ban ra, Thái tử là Thác Bạt Hoàng vốn yêu thích Phật Pháp, nhiều lần can gián mà không được nên chỉ còn cách hoãn tuyên chiếu, đồng thời cho người phao tin ra ngoài. Nhiều tăng nhân và tín đồ Phật giáo nghe tin biết được liền trốn khỏi nước Ngụy hoặc tìm chỗ cất giấu kinh sách và tượng Phật. Tuy nhiều tăng nhân trốn được, nhưng những ai ở vùng quan trung xung quanh Trường An đều đã bị giết hết. Chùa chiền và tượng Phật cũng bị hủy hầu như toàn bộ trên lãnh thổ nước Ngụy. Lệnh diệt Phật này dần được buông lỏng hơn trong những năm về sau, đến năm 452 thì kết thúc và cháu trai của Thái Vũ Đế là Văn Thành Đế Thác Bạt Tuấn lên ngôi. Khó mà có thể thống kê được số tăng nhân đã bị giết hại trong pháp nạn này. Thế nhưng hẳn là con số lên tới hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn, vì ít nhất hầu như toàn bộ tăng nhân trong Trường An và vùng Quan Trung đều bị giết. Tượng Phật và toàn bộ chùa chiền cũng như kinh sách hầu như đều bị đốt phá, chỉ một số ít được giấu đi. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến Phật giáo ở miền Bắc Trung Hoa ngày đó. Bắc Chu Vũ Đế diệt Phật. Pháp nạn thứ hai của Phật giáo Trung Hoa xảy ra khoảng hơn 100 năm sau pháp nạn thứ nhất. Lúc này thời kỳ Nam Bắc Triều đã dần bước vào giai đoạn cuối. Ở miền Bắc thì nhà Ngụy sau khi có nội loạn thì bị phân liệt thành hai nửa Đông Tây, Đông Ngụy và Tây Ngụy, sau đó lần lượt trở thành hai nước Bắc Tề và Bắc Chu. Họa diệt Phật lần thứ hai xảy ra ở Bắc Chu dưới triều của Vũ Đế Vũ Văn Ung. Vũ Đế vốn là một người rất trọng nho giáo, thường hay triệu tập quần thần và các tăng ni, đạo sĩ thảo luận về những điểm xấu tốt của nho giáo, đạo giáo và Phật giáo. Ông từng muốn hạ lệnh tôn nho giáo lên hàng thứ nhất, đạo giáo xếp sau rồi thứ nữa mới đến Phật giáo. Tuy nhiên ở thời điểm đó, triều đình phần lớn nằm trong tay của quyền thần của anh họ ông là Vũ Văn Hộ. Vũ Văn Hộ vốn tin Phật nên dự định của Vũ Đế chưa thành được. Năm 572, Vũ Đế bày mưu giết được Vũ Văn Hộ, thu lại quyền lực. Đến tháng 12 năm 573,
ông lại triệu tập quần thần, đạo sĩ, tăng ni tiến hành tranh luận, định vị trí Nho giáo là thứ nhất, sau đó đến Đạo giáo rồi mới đến Phật giáo. Tuy nhiên sau đó tăng nhân khắp nơi đều ra sức phản kháng, tố cáo Đạo giáo khiến cho việc xác lập địa vị chưa thể được thực hiện. Đến tháng 3 năm 574, Vũ Đế lại mở cuộc tranh luận lần nữa, lần này hai tôn giáo Phật và Đạo tranh đấu vô cùng quyết liệt, đến mức xảy ra cả xô xát. Vũ Đế thấy vậy bèn hạ chỉ cấm cả Phật giáo lẫn Đạo giáo, trong chiếu ghi rõ rằng bỏ hai tôn giáo Đạo, Phật, hủy bỏ kinh tượng, bãi sa môn, đạo sĩ, lệnh cho về thành dân thường. Sau khi chiếu chỉ ban xuống, khắp các nơi đều phải thực hiện việc bỏ Phật, đốt bỏ kinh sách, phá chùa hoặc biến thành nhà ở bình thường. Tăng nhân đều bị ép phải hoàn tục. Đến năm 577, Vũ Đế hạ lệnh cấm Phật giáo một lần nữa. Lúc này Bắc Chu vừa mới hoàn thành việc tiêu diệt Bắc Tề, thống nhất miền Bắc. Trên lãnh thổ Bắc Tề cũ, tất nhiên vẫn còn rất nhiều tăng nhân cũng như chùa chiền. Do đó, ông bèn mời các danh tăng đến cung điện mới ở Nghiệp Thành để giải thích nguyên nhân cấm Phật giáo. Đến dự có hơn 500 tăng ni, nhưng thảy đều không nói lời nào, chỉ có một vị đại sư Pháp danh Tuệ Viễn lên tiếng phản đối và khuyên Vũ Đế ngừng cấm Phật, kẻo sẽ bị xuống địa ngục. Sau đó, nhiều tăng nhân và tín đồ Phật giáo cũng dâng thư phản đối việc diệt Phật, lấy nhân quả báo ứng để nhắc nhở. Tuy vậy, Vũ Đế bỏ ngoài tai hết cả và tiếp tục hạ lệnh cấm Phật ở toàn bộ lãnh thổ Bắc Tề mới thu phục được. Mọi chùa chiền, tượng Phật và kinh sách đều bị phá hủy, tăng nhân tiếp tục bị ép phải hoàn tục, Phật giáo bị cấm hoàn toàn ở miền Bắc Trung Hoa. Pháp nạn này kết thúc vào năm 578, khi ấy Vũ Đế vừa mới bắt đầu chiến dịch Bắc Tiến đánh Đột Quyết, nhưng chưa kịp lên đường thì ông mắc phải bệnh lạ, toàn thân từ từ giữa nát mà chết. Con trai ông là Tuyên Đế Vũ Văn Uân lên ngôi. Việc cấm Phật kết thúc hai lần diệt Phật của Bắc Chu Vũ Đế được xem là tương đối bình yên, không đổ máu khi các tăng nhân chỉ bị ép hoàn tục. Tuy vậy, việc phá hủy chùa chiền tượng Phật và đốt bỏ kinh sách cũng ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo ở miền Bắc Trung Hoa. Nhưng may mắn là sau khi Dương Kiên cướp ngôi Bắc Chu và lập nhà Tùy, rồi sau đó Nam Diệt nước Trần thống nhất Trung Hoa đã thực hiện nhiều biện pháp để hoằng dương Phật Pháp Trung Hoa nhất là miền Bắc dần trở nên hưng thịnh sau quãng thời gian dài suy vi. Đường Vũ Tông Diệt Phật. Triều Đường vốn là một triều đại được coi là biểu tượng của sự thịnh trị khi kinh tế, văn hóa và xã hội đều phát triển, đặc biệt là trong hai thời kỳ cai trị của Đường Thái Tông và Đường Huyền Tông. Tuy nhiên, sau khi loạn An Sử cuối thời Huyền Tông kết thúc, nhà Đường rơi vào tình trạng dần dần suy yếu. Pháp nạn thứ ba của Phật giáo Trung Hoa chính là diễn ra vào hậu kỳ nhà Đường, trong thời Đường Vũ Tông Lý Triền. Ông ở ngôi từ năm 841 đến 846. Đa phần các hoàng đế nhà Đường thời sơ kỳ và trung kỳ đều tương đối sùng Phật, nhưng vào hậu kỳ, các hoàng đế nhà Đường lại có xu hướng tin theo đạo giáo. Vũ Tông cũng như vậy, khi ông cực kỳ sùng đạo và ghét bỏ các tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo. Do đó, Vũ Tông luôn tìm cách hạ thấp và đàn áp Phật giáo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đàn áp Phật giáo của Vũ Tông, nhưng có thể tóm gọn lại theo mấy ý như sau. Thứ nhất, giai đoạn sau của nhà Đường chứng kiến việc phiên chấn dần thoát ly khỏi triều đình trung ương, đồng thời mối nguy từ các tộc người du mục cũng tăng lên. Các chiến dịch chống Hồi Cốt và tiêu diệt phiên chấn đã làm quốc khố nhà Đường cạn kiệt. Phật giáo phát triển, được coi là quốc giáo của nhà Đường, nên đạo đấy được hưởng một chế độ đối đãi đặc biệt, được miễn thuế, lại được quyền chiếm dụng đất, nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế. Thứ hai, theo nhận xét của Hàn Dũ, một vị quan dưới thời Đường Hiến Tông, thì Phật giáo và các tôn giáo từ bên ngoài đã phá vỡ những nguyên tắc cơ bản của đạo làm người theo tư tưởng của Nho giáo. Nó làm con bất kính với cha mẹ, khi nhiều người vì tôn sùng theo đạo Phật mà bỏ cha mẹ, vợ con để đi vào chùa để tu. Các nhà sư chỉ tụng kinh niệm Phật mà không tham gia sản xuất nhưng vẫn có cái ăn, tức là trở thành gánh nặng của xã hội. Nếu bắt các tăng ni hoàn tục thì đất nước sẽ có lại được một lực lượng lao động tương đối lớn. Cuối cùng, cá nhân Vũ Tông là người tôn sùng cả đạo giáo lẫn Nho giáo, là các đạo mà ông xem là chính thống của Trung Hoa. Ông đặc biệt mê mẩn đạo giáo, cũng như nhiều hoàng đế nhà Đường khác, đơn giản vì tin rằng các đạo sĩ có phương thức tu luyện giúp trường sinh bất lão. Vũ Tông có một đạo sĩ rất thân bên cạnh là Triệu Quý Chân, và chính người này đã nhiều lần khuyên ông nên phế bỏ Phật giáo. Cuộc đàn áp tôn giáo đầu tiên diễn ra năm 842, chỉ một năm sau khi Vũ Tông lên ngôi, nhưng lần này ông chưa tỏ ra có ý diệt Phật. Vũ Tông chỉ hạ lệnh rằng những tăng ni nào đã từng phạm tội thì không được ở trong chùa nữa mà phải hoàn tục. Những tăng ni, nhà sư phải dâng hết tài sản cho nhà nước, nếu còn không chịu thì xem như chưa dứt lòng trần và cũng phải trở về nhà và phải nộp thuế cho nhà nước như những người bình thường. Vũ Tông còn hạ lệnh đóng cửa nhiều chùa, chỉ định rằng mỗi nơi chỉ được xây một ngôi chùa duy nhất.
đến năm 844, cuộc đàn áp trở nên quyết liệt hơn hẳn. Vũ Tông hạ lệnh phá hủy rất nhiều chùa chiền trong nước, các tăng ni không có thực tu bị bắt phải hoàn tục, tài sản trong chùa bị tịch thu và phá ra để lấy đồng mà quy đổi ra tiền. Ở hai kinh là Trường An và Lạc Dương thì mỗi nơi chỉ giữ lại hai ngôi chùa, mỗi ngôi chùa chỉ giữ 20 người. Các phủ tiết độ và quan sát xứ mỗi nơi chỉ giữ lại một chùa, phân những ngôi chùa còn lại ra các đẳng, nhất đẳng 20 người rồi lại giảm còn 10 người, nhị đẳng 10 người rồi giảm xuống còn 7 người, tam đẳng 5 người sau đó xóa bỏ. Chỉ trong năm 845, ước tính có khoảng 26 vạn tăng nhân bị buộc phải hoàn tục và nộp thuế như dân thường và 4.600 ngôi chùa bị phá hủy, các tôn giáo ngoại nhập hầu như bị xóa sổ tất cả. Các sắc lệnh của Vũ Tông bị hủy bỏ vào năm 846 khi ông băng hà và Đường Tuyên Tông lên ngôi. Tuy nhiên chỉ có Phật giáo là được phục hồi, còn các tôn giáo khác không còn phát triển được nữa ở Trung Hoa. Hậu Chu Thế Tông diệt Phật. Lần cấm Phật có thể coi là quy mô lớn cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa, diễn ra vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Đây là giai đoạn chiến loạn kéo dài hơn 70 năm sau khi nhà Đường sụp đổ năm 907. Trung Hoa phân liệt thành một nước lớn ở vùng Trung Nguyên, lần lượt kéo dài qua 5 triều đại tức là Ngũ Đại và 10 tiểu quốc nhỏ hơn tức là Thập Quốc. Pháp nạn thứ tư của Phật giáo Trung Hoa bắt đầu diễn ra từ năm 955, thời kỳ cai trị của Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh. Thế Tông được đánh giá là vị vua tài giỏi nhất thời Ngũ Đại Thập Quốc và ông đặt nền móng quan trọng cho việc thống nhất Trung Hoa hoàn toàn sau này của nhà Tống. Tuy vậy, việc diệt Phật của Thế Tông vẫn thường được xem là một vết gợn trong cuộc đời vị vua này. Nguyên nhân chủ yếu của việc diệt Phật dưới thời Thế Tông không thực sự vì một lý do cá nhân nào, đơn giản là vì nhằm chủ trương thu hút nhiều sức lao động hơn nữa để phát triển đất nước, nên Thế Tông đã hạ lệnh đàn áp Phật giáo. Ông cho thẩm tra nghiêm khắc tư cách của các tăng ni để ra hình phạt nặng cho những người lập miếu tu. Ông còn cho phá bỏ chùa chiền, lấy đồng đúc tiền. Trong suốt thời gian tại vị của Thế Tông, số lượng chùa miếu bị hủy lên đến 3.336 ngôi, tức là quá nửa số chùa chiền của cả nước. Số lượng tăng ni hoàn tục lên đến hàng chục vạn người, đa số những người này sau khi hoàn tục lại trở về làm ruộng, đóng góp nhiều cho ngân khố quốc gia. Hơn nửa triều đình cũng thu được tài sản như đồng, vàng từ các ngôi chùa miếu làm giàu cho quốc khố. Hậu Chu Thế Tông đột ngột băng hà năm 959, truyền lại ngôi cho con trai Xoài Tông Huấn mới 6 tuổi. Chỉ hơn một năm sau, Thái úy Triệu Khuông Dẫn được quân sĩ tôn lên ngôi trong binh biến Trần Kiều lật nhà Tống, nhà Hậu Chu mất. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn sau khi lên ngôi đã hạ lệnh bãi bỏ các chính sách cấm Phật khi trước. Phật giáo Trung Hưng trở lại song song với sự phát triển kinh tế và văn hóa xã hội của nhà Tống về sau. Và đó là những thông tin xoay quanh 4 pháp nạn lớn của Phật giáo trong lịch sử Trung Quốc. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về các sự kiện này? Hãy cùng để lại ý kiến trong phần bình luận nhé. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cho chúng mình và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ các nội dung khác trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!